Công nghệ không bao giờ đứng yên, đặc biệt trong lĩnh vực robot. Và chúng ta cũng vậy. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn thấy cả tá con thú tuyệt vời. Chúng không chỉ là những con robot bình thường, chúng thậm chí còn biết nấu ăn. 10 con robot sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Gia đình của các con thú robot này được công ty Festo, Đức phát triển. Công ty trình bày nhiều robot mới, ví dụ như một đám kiến có thể tương tác với nhau, cũng như là bướm và chuồn chuồn, được đặc trưng bởi tất cả sự dễ dàng và ân sủng của những côn trùng. Khi được tạo ra, công ty tập trung không chỉ vào vẻ bề ngoài mà còn về đặc điểm hành vi của chúng. Thứ nhất là robot kiến. Những con kiến giao tiếp với nhau thông qua các hành động và cách cử động. Mỗi con kiến có chiều dài 13 cm, trên bụng có một mô đun vô tuyến, thông qua đó điều phối chính xác hoạt động. Một camera âm thanh 3D ở đầu kiến cho phép nó nhìn thấy, và bộ cảm biến hồng ngoại được cài đặt ở dưới theo dõi sự di chuyển của robot mini. Trong khi đó, hai viên pin trên bo mạch cung cấp đến 40 phút hoạt động với công nghệ không dây, và chúng được sạc lại trong sự trợ giúp của anten. Thứ hai là robot bướm. Trọng lượng của mỗi con bướm chỉ là 32 g. Nó bao gồm hai bộ điều khiển, một cặp pin thỏ và vỏ bọc bằng laser. Sau một lần sạc kéo dài 15 phút, con bướm có thể bay trong khoảng 4 phút và mỗi chuyến bay của chúng trông rất ấn tượng. Chúng không chỉ là những con bướm mà còn là một hệ thống bao gồm 10 camera hồng ngoại, tốc độ cao được lắp đặt ở trong một căn phòng nơi những con bướm bay. Những chiếc camera này theo dõi các dấu hiệu hồng ngoại được cài đặt trên các robot, truyền dữ liệu trong thời gian thực đến máy tính trung tâm. Vì vậy, đó là cách phối hợp của những con bướm trong trên không. Bạn rất khó phân biệt đâu là những con bướm thật, đâu là robot khi chúng cùng bay trong một căn phòng. Mòng biển và chuồn chuồn bay. Nó có thể bay giống như là họ hàng sống của chúng. Robot mòng biển được phát triển vào năm 2012. Sau đó một con robot chuồn chuồn được chế tạo và có thể tự bay trên không. Không tồi so với một tuyệt tác đến từ thiên nhiên. Tất cả các chi tiết của chuồn chuồn đã được thực hiện trên một máy in 3D. Sự phát triển của công ty có thể vượt ra ngoài thị trường phát triển của công nghệ không người lái. Nhưng điều đó là không cần thiết. Công nghệ bay và lơ lửng trong không khí được thực hiện trên hai nguyên mẫu này. Robot Kangaroo Bionic. Robot này được lấy cảm hứng từ con kangaroo trong thực tế. Nó sử dụng cơ chế năng lượng phục hồi sau mỗi bước nhảy để di chuyển. Tuy nhiên, nó sẽ nhanh chóng mệt mỏi và không thể nhảy trong một thời gian dài. Vì vậy, các nhà sáng chế sẽ lưu trữ năng lượng ở trên đùi con robot và dùng cho mỗi bước nhảy tiếp theo. Con kangaroo robot này cao 1 m và có khối lượng 7 kg, mỗi bước nhảy xa 80 cm và cao 40 cm. Năng lượng dự trữ có thể giúp nó di chuyển được 1 km và nghe theo mệnh lệnh của tín hiệu điều khiển từ bàn tay con người. Boston Dynamics. Dự án của Boston Dynamics là phát triển những sinh vật robot tương tự như là Skynet trong phim Kẻ Hủy Diệt, nghĩa là nó có trí thông minh nhân tạo. Robot đầu tiên của họ được thiết kế cho mục đích quân sự là một con chó, nhưng trông nó quá vụng về. Sau đó, họ tạo ra một báo săn phi nước đại với tốc độ 45 km/h, là robot chạy nhanh nhất thế giới. Ngày nay, robot của quân đội Mỹ có thể đuổi kịp và đánh bại bất cứ ai có sức mạnh cường tráng. Những con robot này có nhiều kích cỡ khác nhau. Chúng có thể làm theo mệnh lệnh, lẻn vào nhà người khác và lấy cắp cho bạn một ly nước uống. Thậm chí là chúng có thể dọn dẹp nhà cửa, nhặt rác bỏ vào thùng rác và rửa chén thay cho bạn. Nếu sạc đầy pin cho chúng, chúng có thể hoạt động trong vòng 90 phút và mang lại rất nhiều niềm vui cho chủ sở hữu. Robot này có những dây cảm biến cho phép nó di chuyển tự do ra ngoài và có thể leo cầu thang dễ dàng.
robot cá mập. Robot cá mập được quân đội Mỹ nghiên cứu và phát triển. Tương lai, nó sẽ trở thành một vũ khí ghê gớm của Hải quân. Nó có chiều dài nửa mét, nặng 45 kg và có hình dáng giống như một con cá mập thật sự. Nó sử dụng đuôi để di chuyển và kiểm soát thăng bằng nên nhìn rất khó để phân biệt đó là cá thật hay là robot. Ngoài ra, nó có thể bơi gần mặt nước hoặc lặn xuống rất sâu, được dùng để do thám tàu đối phương mà không gây chú ý và thậm chí là phá hủy con tàu đó. Robot nấu ăn. Nó không phải là một con vật như bạn nghĩ, nhưng sáng chế tuyệt vời này có thể trở thành một trong những thứ mà bạn yêu thích trong tương lai. Robot biết làm thế nào để nấu các loại thực phẩm khác nhau mà mùi vị không khác mấy con người. Phép lạ này trông giống như hai bàn tay gắn liền trên một giá đỡ. Nó có thể sử dụng bất kỳ dụng cụ nhà bếp một cách chính xác giống như con người. Tại buổi trình diễn nấu súp, nó đã trình diễn khả năng nấu một món súp với chỉ tiêu là 30 phút. Cũng đáng chú ý là hệ thống được kiểm soát bằng cách sử dụng một điện thoại thông minh và phạm vi công thức nấu ăn từ mạng Internet. Nó được báo cáo rằng robot này có thể sao chép các thao tác nấu ăn. Phiên bản để bán sẽ có một tủ lạnh và kho hàng nơi các sản phẩm nấu ăn sẽ được lưu trữ và một robot sẽ đưa các bát đĩa bẩn vào máy rửa chén. Để không làm người khác sợ, robot với những con dao không dao động với tốc độ lớn mà các nhà phát triển đã làm đầu bếp robot chậm hơn người bình thường. Robot nhện. Ngay từ đầu, mô hình nhện đã được in bằng cách sử dụng một máy in 3D. Động cơ được tích hợp với bộ điều khiển trong 3 chân cung cấp một sự kiểm soát đơn giản và thuận tiện. Nó đã được trình diễn trong bộ phim MythBusters. Robot rắn. Robot rắn được thiết kế để thực hiện sửa chữa, bảo trì và bảo trì những công trình dệt, chủ yếu là các giàn khoan. Nó có khả năng len lỏi vào những khe nhỏ của những thiết bị dưới nước mà con người không thể vào được. Sáng chế này giúp tiết kiệm tiền thuê kỹ thuật viên bảo trì, đồng thời nó có thể làm việc nhanh và chính xác hơn con người gấp nhiều lần. Robot cá là một thiết bị ở dưới nước và nó có nhiệm vụ kiểm tra mức độ ô nhiễm của môi trường nước. Bạn có thể lấy mẫu, đưa đến phòng thí nghiệm và phân tích. Và bạn có thể sử dụng một con robot được thiết kế đặc biệt dưới một dạng con cá sẽ bơi trong nước và kiểm tra mức độ tinh khiết của nước. Các bài kiểm tra robot cá được tiến hành tại cảng thành phố Jinzhou. Ở giai đoạn này, đã được kiểm tra mức độ hiệu quả mà chúng có thể xác định được mức độ ô nhiễm nước và giúp nhận ra các nguồn ô nhiễm chính. Cuối cùng là robot chó Puppy. Robot chó được đặt tên theo con chó chip là Puppy. Nó có 4 chân là những chiếc bánh xe trơn mịn có khả năng di chuyển linh hoạt và phức tạp. Sự phong phú của cảm biến làm con robot này có một trí thông minh và khéo léo rất tuyệt vời. Nó có thể nhìn thấy hành động của chủ sở hữu và đáp lại bằng những cử chỉ yêu thương hoặc là giận dữ. Chỉ tiếc rằng nó chưa được trang bị công nghệ nhận dạng giọng nói. Trong những phiên bản tới, các nhà sáng chế sẽ hoàn thiện và biến nó như một con cún cưng thật ở trong nhà. Khi khoảng cách xa, chúng nghe lệnh của chủ bằng những tín hiệu phát ra từ một vòng đeo tay đặc biệt. Thậm chí, chúng còn có chế độ kích hoạt tiếng sủa khi có người lạ vào nhà. Không chắc là nó có thể thay thế một chú chó hay không, nhưng đây sẽ là một sáng chế tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.